Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Vấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ cây cho anh em mình tham khảo tiếp ha. Đó, như tiêu đề của em nói thì đây là trong một cái con đất đáng chơi trong cái phân khúc mà nó trên dưới 30 triệu anh em ha. Đó, trong cái phân khúc mà nó tầm 30 triệu đó trở lên. Đó. Rất là hay anh em. Đó, anh em cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ này nó như thế nào anh em ha. Trước tiên cũng như mọi khi em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó ha. Con này thì đến từ nhà Ridgeway anh em ha. Ridgeway là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ ha. Sau này là nó sáp nhập với lại Howard Miller anh em ha. Đó, là Howard Miller nó mua lại ha, mua lại của thương hiệu Ridgeway, nó phát triển lên luôn. Nếu nó không bỏ cái thương hiệu này anh em ha, và tới ngày hôm nay thì Ridgeway nó vẫn còn sản xuất nha anh em. Đó, nó sản xuất đồng hành cùng với Howard Miller luôn. Đó, mặc dù là nó đã về tay của Howard Miller anh em. Đó. Con này cấu hình của nó là 12 gông 12 búa, chơi 3 bản nhạc nha anh em. Đó, cấu hình là 12 gông 12 búa, chơi 3 bản nhạc. Rồi đây. À, mỗi con đồng hồ nó đều có một cái mã số anh em ha. Con này là con TC0391 nha anh em. TC0391, anh em chỉ cần nói TC0391 là em biết con nào anh em ha. Đó. Đây là con Ridgeway model, nó là 171 nha anh em. Ridgeway model 171. Đó. Với kích thước chiều cao tổng thể là 2m15, ngang là 65 và sâu là 42, thì con này nó tương đối nó cũng khá lớn anh em ha, nó không phải nhỏ nha. Đó. Rồi, giá giao lưu là 33 triệu anh em ha. 33 triệu nó đã bao gồm bảo hành máy 5 năm và miễn phí ship toàn quốc nha anh em. Đó, giá 33 triệu là được bảo hành máy 5 năm và miễn phí ship toàn quốc nha anh em. Đó. Rồi anh em mình cùng em đi soi đi. Thì anh em thấy đây là một cái thiết kế mà trong anh em chơi đồng hồ hay gọi nó là con sò anh em ha. Đó, con sò nha anh em. Đó. Đây là con sò. Anh em thấy cái mẫu của nó giống cái con sò mà. Đó, anh em mình hay gọi nó là con sò. Thì trên cái thiết kế này anh em, nó cũng có thương hiệu Howard Miller luôn nha anh em ha. Thì nó giống như là hai giọt nước gì đó. Nó y chang nhau hết. Đó, một cái là Ridgeway, một cái là Howard Miller anh em ha. Đó, thì hai cái thương hiệu nó là chung. Đó. Rồi anh em mình đi soi, đây là cái phần chỉ ở bên trái anh em. Đó, chơi với em thì anh em biết rồi ha, từng chi tiết một anh em. Đây là anh em thấy gõ gỗ mà, gỗ sồi anh em ha, và toàn bộ đều là gỗ thịt, gỗ sồi hết. Cho nên là anh em nhìn thấy cái gỗ sồi á, là anh em mình thấy nó nồi đồng cối đá lắm anh em ha. Đó, nhìn nó chắc chắn lắm anh em, nồi đồng cối đá lắm. Đó, đây là cái phần chỉ ở bên trái anh em. Đó, đây là cái phần mão ở trên nè. Đó, mão trên thì nó được đục chìm anh em ha, đục chìm. Đó, đục chìm cái hoa văn nè. Đó, anh em thấy mà. Đó, họa tiết ở trên là một cái hoa lá tây anh em ha, đặc trưng. Đó, đục chìm họa tiết anh em. Đó, mẫu sò anh em ha. Mẫu sò. Đó, anh em thấy vần gỗ nó mà. Đó, vần gỗ sồi xé anh em thấy. Đó, chỉ. Đó, chơi với em là cận cảnh anh em ha. Người mua cũng vui mà người bán cũng vui, không có gì mập mờ hết anh em. Đó, nhất là những anh em ở xa phải cần phải có những cái video clip như thế này ha, để mình đánh giá một cách trực quan nhất nha anh em. Đó. Còn anh em nào ở Sài Gòn thì ghé qua em xem trực tiếp luôn ha. Đó. Anh em khuyên anh em á, nếu anh em ở Sài Gòn hoặc ở gần em á, thì anh em chơi á, anh em mình cứ chạy qua em xem trực tiếp là hay nhất ha. Đó. Còn mà em không bán hàng qua một hai tấm hình ha. Đó. Mỗi con đồng hồ đều phải làm clip hình ảnh rõ ràng minh bạch hết, để cho anh em mình ở xa cảm nhận được hết con đồng hồ ha. Có sao nói vậy. Đó, anh em coi cái cửa sổ nữa. Con này là con bốn cửa nha anh em. Đó, bốn cửa nghe sao ạ. Cửa trên, cửa dưới và hai cửa sổ nó đều gắn liền với nhau anh em ha, tách biệt. Đó, anh em coi bản lề. Đó, nhìn uy tín thôi nè. Rồi đó, cửa sổ. Đó, nhìn rất uy tín anh em ha. Đó, đây là cái trụ ở bên phải này nè. Đó, trụ 1/2 anh em ha, trụ 1/2. Đó, nồi đồng có đá rồi nè. Đó. Rồi đây là cái cửa trước anh em. Đó, cửa trước của nó này. Đó, đây anh em thấy vân sồi. Đó, vân sồi xé nấm đồng anh em ha. Đó, đầy đủ. Đó. Rồi đây là cái trụ ở bên trái nè. Tận cảnh anh em ha. Đó, đây là cái cửa sổ ở bên trái này anh em. Đó, bản lề ron đầy đủ anh em. Ở đây nó xài cục hít nè, anh em thấy không, xài cục hít hít nè.
Hết vô rồi, đây là cái phần hông ở bên trái anh em đó, anh em thấy kiến vát rồi anh em đó, kiến vát hết ha, đó, kiến vát hết đó, đây đó. Rồi đây là cái phần trụ ở bên trái anh em đó, phần trụ bên trái đó. Chìa khóa đây anh em đó. Đó anh em coi đây, đẹp không anh em đó, cũng là đục chìm anh em ha đó, đục chìm đó, một cái họa tiết hoa lá tây đó, này thì nó uốn éo anh em thấy mà đó, cái kiến nó cũng uốn éo theo cái mão anh em ha đó, vỏ sò anh em đó. Đó, tấm kiến này bãi cũng mệt lắm nha anh em đó. Ở Việt Nam mình mài mấy cái tấm kiến này xấu lắm đó. Anh em thấy ở trên nó cũng mài anh em ha đó, cái cửa kiến trên nó cũng mài anh em thấy cái đường mài rất là sắc sảo anh em ha đó, làm còn kiến zin đó nhìn nó sắc sảo lắm anh em đó, anh em thấy đó, rất là sắc sảo anh em ha đó. Rồi đây là cái phần ở bên hông bên phải anh em đó, xôi kỹ vô anh em đó, anh em mình bỏ tiền ra chơi mà xôi kỹ vô đó. Rồi đây là cái phần trụ ở bên phải anh em đó, trụ 1/2 anh em ha, trụ 1/2 đó. Rồi cái cửa này anh em, cửa trước nè. Rồi bên đây là cái trụ ở bên trái này em ha đó. Đó, phần cửa anh em, anh em thấy rõ mà đó. Rồi chìa khóa đây nè. Rồi cái phần đẹp nữa là cái phần đuôi nè, em thấy cái phần đuôi đó mà gỗ sồi anh em đó, cái quai văn nó y trên ở trên anh em ha đó, quai văn nó y trên ở trên luôn đó, cũng là đục chìm anh em ha. Đó, nhìn nó chắc chắn lắm anh em, nó nồi đồng cối đá lắm đó anh em, còn cái vỏ cái vân gỗ sồi nè đó, sơn zin chấm bi anh em thấy không đó. Đây đây là cái phần đế ở bên phải anh em ha, phần đế bên phải đó. Còn rất là ok anh em ha đó, phần đế bên phải. Rồi đây là phần đế bên trái này anh em đó, phần đế bên trái này đó, đẹp hơn anh em. Ở dưới nó cũng có một cái đường kẻ chỉ anh em ha, đó, kẻ chỉ chìm luôn đó. Rồi đó là tổng quan của phần cái phần mặt trước anh em ha. Rồi đây là cái hậu này anh em đó, cái hậu này anh em, đây cái hậu này anh em đó, anh em thấy cái hậu đó, đây anh em thấy nó đóng cái logo nó xoay anh em thấy không đó, đây cái logo của nó này anh em đó, logo chìm thấy anh em ha. Đó, logo đã xoay cái hậu rồi, hậu anh em, lành lặng anh em ha, đó, mấy này là vận chuyển hết ha, đó, nó không có đáng gì hết nè. Rồi, đây mình đi sâu bên trong, đó, đây tem đã xoay anh em ha, số series number, ron chân kiến, anh em thấy mà, đó, bản lề, đó, nhìn bản lề thấy uy tín anh em ha, đó, anh em có ý kiến đã không anh em? Đó, kiến nó đã không đó. Rồi anh em qua tới mặt số nha đó, đây mặt lịch chân sau đây anh em, mặt lịch chân sau bốn góc quai dần anh em ha, bốn góc quai dần, bốn góc quai dần, từ từ ha. Chỗ này là cần chuyển bài anh em ha, chỗ này là cần chuyển bài, nó chơi ba bản nhạc anh em, Washington, St. Michael và Westminster, ở dưới là im lặng anh em ha, đây là gà xuống là im lặng, tổng cộng 4 nấc ha đó. Rồi góc quai văn dưới này nè, thương hiệu Rushway nè, thương hiệu Rushway nè, linh kiện sản xuất tại Đức hết ha. Rồi anh em thấy mà đây nè, góc quai văn ở đây là mình tắt phần điểm giờ anh em ha, tắt phần điểm giờ đó, nè. Đẹp hơn nè, cặp kim đặc trưng, kim rúng tổng quan nè, rất đẹp nha anh em, còn sáng sủa đẹp trai nha. Rồi để mình soi tiếp xuống cái phần dưới nè em ha, hai cửa riêng biệt nha anh em, hai cửa riêng biệt ha. Anh em mình xài thì anh em mình khóa này lại ha, anh em mình mở này để lên tạ thôi. Đó. Rồi đây nè, đây nè thấy mà ròn chân kiến, cái kiến của nó nè anh em, rất mài rất là hay anh em ha, mài rất là bén, rất đẹp ha. Bản lề đây nè, đã rồi nè,
Rồi. Đây cánh cửa ở dưới luôn này nè. Xôi cho nó cận cảnh luôn. Đó, cận cảnh luôn. Đó. Chơi với em thì anh em biết. Cận cảnh nè. Rồi đây là ba quả tạ của nó nè. Đó, tạ diêm nha anh em. Đó. Vỏ đồng lõi chì nha, bánh xe. Đó, bánh xe. Đó, bánh xe diêm nha. Vỏ diêm nha anh em. Em coi. Nước xi còn rất đẹp nha em ha. Một hai vết xước cấn cấn xíu thôi. Đó, chỉ rõ cho anh em thấy ha, một hai vết xước xước thôi. Xíu thôi. Đó, đây có quả lắc ở đây nè, hãy ngừng lại luôn đi. Đó, đây quả lắc đàn. Đó, lắc này lắc trơn nha anh em, lắc trơn. Đó, đây này. Lắc đàn lớn anh em ha. Đó, này thấy có một hai vết xước không ạ? Đó, một hai vết xước nhỏ 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 ha. Đó, không đáng kể anh em ha. Anh em coi em soi gương luôn á. Đó, anh em thấy cái mặt của em ở trong nè, thấy quen thuộc ha, đó, khuôn mặt quen thuộc của em ở trong màn hình đó. Đó, rồi anh em coi bên trong nè anh em. Rồi này là hướng dẫn sử dụng nhanh anh em ha, tay quay zin anh em ha, tay quay zin. Rồi có miếng bụi rồi không anh em, làm gì có bụi, chơi với em làm gì có bụi anh em ha. À, em ghét cái từ bụi lắm nha anh em, ghét từ bụi lắm. À, tất cả mọi thứ nó đều phải sạch sẽ anh em ha. Anh em mình đem về nhà, anh em mình trưng bày nó phải sạch sẽ đẹp anh em ha. Nó mới làm đẹp cái ngôi nhà anh em mình xem ha. Đó, bỏ tiền ra chơi còn về bắt lau chùi cân chỉnh mệt mỏi lắm anh em. Đó, anh em mình bỏ tiền ra chơi là chỉ có hưởng thụ thôi. Đó, mọi thứ là em đã lo hết rồi. Đó, ròn chân kiến bên trong anh em ha. Đây, ròn chân kiến bên trong đầy đủ anh em ha. Đó, anh em có cái hậu bên trong của nó nè. Đó, anh em thấy vân sồi không? Đó. Rồi anh em thấy không ạ, đây cũng là một cái rất là độc đáo anh em ha. Anh em biết không, nó chạy cái con máy Ashika 3 đồng tiền anh em ha. Đó, Kenziger nha anh em. Đó, đây model nè anh em. Đó, model 171 anh em ha. Đó, model 171. Đó, anh em thấy không, màu gồng anh em, xanh lè. Đó, đã anh em. Đó, anh em coi máy Ashika 3 đồng tiền. Đó, máy của Kenziger anh em ha. Phải không em, những cái máy thấy uy tín liền ha. Đó, Ashika dòng Kashari anh em. Đó, anh em thấy mà. Đó, những cái máy là thấy uy tín rồi anh em ha. Đó, mặt trăng sao dòng. Ôi, mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? À, một chiếc máy Ashika Kenziger dòng Kashari còn rất là đẹp anh em ha. Và chiếc máy là được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên em ha. Và đó cũng là một sự khác biệt nha anh em. Anh em phải nên nhớ là cái việc mà lau dầu với cái việc bảo dưỡng là hai khái niệm khác nhau nha anh em. Đó. Lau dầu chẳng qua thì nó chỉ làm sạch cái bề mặt anh em ha, nó không chẳng mang ý nghĩa gì hết. Còn bảo dưỡng là anh em mình fix tất cả các lỗi anh em ha. Đó, kiểm tra fix tất cả các lỗi. Đó. Và chiếc máy là được bảo hành 5 năm toàn quốc nha anh em. Bảo hành có nghĩa sao ạ? Bảo hành có nghĩa là trách nhiệm của người bán đối với người mua nha, chứ không phải là hư rồi cái chỉ người này sửa, chỉ qua người kia sửa anh em ha. Đó là không có. Đó, bên em là bảo hành 5 năm toàn quốc nha. Đó, hư là sửa, sửa là miễn phí, đó mới gọi là bảo hành nha anh em. Ok anh em mình nghe âm nó nha. Đó, nó đang ở bản Washington nha anh em. Đó.
anh em nghe thấy sao ạ? À, con này nó quýnh không có to nha anh em. À, nó quýnh vừa tiếng vừa âm ha, nhưng mà độ ngân nga nó có nha anh em. À, nó quýnh vừa thôi, nó không ai quýnh mà dạng hổ báo như mấy con xì lai đâu nha anh em. Đó, quýnh âm nó nghe nó vừa đủ thôi, vừa đủ nghe thôi. À, ngân nga rất là hay anh em ha. Anh em mình nghe Westminster sáng cơm sườn nha. Hay đúng không anh em? Đó, anh em nào mà thích âm chuông nó nghe nó vừa phải thôi ha. Đó, không có quýnh mà dạng đung 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 ha anh em ha. Đó, anh em mình chơi nó. Ở nhiều anh thì âm sợ âm, nhiều anh thì thích âm to, nhiều anh thì lại thích âm nhỏ. Đó, nhiều anh thích âm vừa. Đó, trong cái cuộc chơi anh em thì mỗi người mỗi vẻ anh em ha. Cái nhiệm vụ của em thì em sẽ nói ra cái sự thật để cho anh em mình có cái sự lựa chọn đúng đắn nhất anh em ha. Con này thì nó quýnh không có to như xì lai đâu nha anh em. À, nó không có quýnh mà đung 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 nữa nha. À, nó quýnh âm nó vừa thôi, nhưng mà cái độ ngân nga nó có ha. Độ decibel của nó là nó không có bằng mấy con xì lai anh em ha. Đó. Và quan trọng nhất là nó chơi một chiếc máy Ashika 3 đồng tiền nhìn rất là đẳng cấp anh em ha, rất là phê. Đó. Mọi thứ chi tiết của nó còn rất đẹp và rất mới anh em ha. Và đặc biệt cái duy nhất của nó là mức giá hiện tại nó đang rất là đẹp và đáng yêu anh em ha. Chỉ trên 30 triệu chút xíu thôi là anh em mình sở hữu được nó rồi anh em ha. Và em nói là ba giá 33 triệu là đã bao gồm bảo hành máy 5 năm và miễn phí ship toàn quốc nha anh em. Còn anh em nào ở gần ở chỗ em á, là giao hàng giao lắp tận nơi nha anh em. Đó, giá rất là yêu thương anh em ha. Đó. Chưa bao giờ mà đồng hồ mà nó lại dễ dàng tiếp cận như vậy anh em. Đó, anh em thấy nó rất là đẹp, nhìn nó cứng khừ, nồi đồng cối đá mà anh em. Con này cũng khá nặng nha. Ok anh em, nếu thấy hay hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người tham khảo anh em ha. À, cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái, chào, tạm biệt.